thơ ngây như một hạt mầm được vun trồng trên đất bình yên, nhưng trong em dòng máu lạc hồng vẫn từng ngày cuồn chảy vào tim. Cao Minh Hân xin trân trọng kính chào quý vị khán giả của đài Lưới Sài Gòn TV. Kính thưa quý vị, một lần nữa chúng tôi hân hạnh chào đón quý vị đến với chương trình show Hạt Mầm Việt Nam và ngày hôm nay show số 85. Chương trình này đến với khán giả hàng tuần vào mỗi chiều thứ ba lúc 4:30. Và thực hiện chương trình này chúng tôi nhằm mục đích là khuyến khích các em học tiếng Việt, học về văn hóa lịch sử của dân tộc Việt Nam. Và ngày hôm nay rất vui một lần nữa sự trở lại của dược sĩ Phương Trang đến cùng Cao Minh Hân điều khiển chương trình, cũng là người giám khảo của cuộc thi đố vui đại học ngày hôm nay. Mến chào cô Trang và mời cô Trang gửi lời chào đến khán giả của chương trình. Phương Trang rất hân hạnh được trở lại với chương trình Hạt Mầm Việt Nam của đài Little Sài Gòn TV. Xin trân trọng kính chào quý khán giả. Xin chào các bậc phụ huynh và các em học sinh có mặt hôm nay đội A và đội B. Chào thầy Cao Minh Hân. Ngày hôm nay cũng rất là vui có hai em trong đội A cũng như đội B đây này, các em đến từ chương trình đào tạo và phát triển tài năng trẻ, các thưa quý vị. Thầy mến chào hai con bên đội A, con chào khán giả của đài Little Sài Gòn TV. Dạ con kính chào khán giả của đài Little Sài Gòn TV. Con tên là Harper Ngô, con 6 tuổi. Con chào thầy Hơn, con chào cô Trang. Rồi, chào thằng của con. Con chào khán giả tại Lưu Sài Gòn TV. Con tên là Nina, con chào thầy Hương và cô Trang. Rồi, Nina và Harper sẽ là hai em ở đội A. Rồi, thầy chào hai em ở đội B, mời con. Con chào khán giả của đài Little Sài Gòn TV. Con tên là Jacqueline, con chào thầy Hương, con chào cô Trang. Rồi. Con chào khán giả đài Little Sài Gòn TV, con tên là Bella Trần, con chào cô chào thầy Hưng và cô Trang. Rồi, kính thưa quý vị, đến ngày hôm nay thì chắc quý vị cũng quen thuộc với một số cái gương mặt của các em đến từ ban thiếu nhi câu lạc bộ Tình Nghệ Sĩ. Đây là chương trình mà chúng tôi đã dành hơn 8 năm vừa qua để hướng dẫn các em. Các em đến mỗi chiều thứ bảy không những học hát, học múa mà được các thầy cô cũng hướng dẫn các em những tài liệu để các em chuẩn bị cho một đố vui đại học. Chắc các con còn nhớ một đố vui đại học phải không? Mình thi rồi phải không? Chắc nhớ không? Đúng rồi, chúng ta sẽ có 5 câu hỏi và đội nào mà đáp trúng 3 câu hỏi thì sẽ được thắng giải. Và phần thưởng là mỗi em sẽ được 20 đô la. Đây là phần thưởng mà lời cảm ơn dược sĩ Phương Trang và bác sĩ Đức Đỗ đã dành những phần thưởng rất là đầy những tình thương và khích lệ tinh thần cho các em trong cái một đố vui đại học này. Các con còn nhớ cái thể lệ mình thi không? Tức là nếu mình bấm chuông trước thì chuyện gì xảy ra nè? Không được bấm chuông trước phải không? Khi nào thầy với cô nói chuyện hết thì mình bấm chuông. Nếu mà em nào bấm chuông sớm quá mất quyền ưu tiên thì đội kia sẽ trả lời. Ngoài ra chúng ta cũng có một bonus, đó là các em sẽ có được cô Trang hay là thầy Hưng hỏi những câu hỏi mà các con, nếu mà con biết thì con sẽ bấm chuông và em nào trả lời được điểm nhiều nhất cũng sẽ được giải bonus thêm được 20 đô la nữa. Alright. Rồi, bên đội A, đội B các con đã đi chưa? Dạ. Rồi, bây giờ để không mất thời gian của quý vị thì chúng tôi xin mời ban kỹ thuật cho câu hỏi đầu tiên của một đố vui đại học ngày hôm nay. Mời cô Trang. Tại sao người Việt được gọi là con cháu Lạc Hồng? A. Vì là con Lạc Long Quân và cháu Hồng Vương. B. Vì là con Lạc Long Quân và cháu Hồng Âu Cơ. C. Vì là con Lạc Long Quân và cháu Hồng Bàng. Hết. Rồi, mời con đợi A. Dạ thưa C. Vì là con Lạc Long Quân và cháu Hồng Bàng. Đúng không anh giám khảo? Đúng rồi. Nếu mà mình đấy đúng mình vỗ tay nha. Đúng rồi, vì là con Lạc Long Quân và cháu Hồng Bàng. Chắc là cô Trang có những câu hỏi bonus liên quan tới câu hỏi này. Mời cô Trang. Lạc Long Quân là con của ai? Em nào biết thì bấm chuông hết. Mời con số 1. Con của... Mình có 5 giây để trả lời nha. Lạc Long Quân là con của ai? Là con của... Kiến Dương Vương. Dương Vương đúng không ban giám khảo? Đúng. Wow, câu này khó nha. Ok. Còn câu hỏi bonus nữa không cô? Có. Wow. Lạc Long Quân tên thật là gì? Yeah. Bờ bấm mau quá nha. Số 1, mời con trả lời lần nữa. Dạ thưa Sùng Lãm.
Xuân Lam đúng không ban giám khảo? Dạ đúng. Wow, ghi được 20 điểm liên tục. Chắc là cô chắc là cô chàng phải ghi xuống số điểm trước để mà một hồi nữa nhiều quá rồi không nhớ. Dạ, là 20 rồi. 20 điểm bonus. À, rồi, cô Trang muốn hỏi một câu hỏi nữa hay là câu hỏi bonus nữa phải không? Rồi, các con chú ý nha. Quốc hiệu của nước Việt Nam thời Hồng Bàng là gì? Sao? Thời đó. Rồi, mời con. Dạ, thưa Cổ Loa. Cổ Loa, đúng. Cổ Loa là một cái kinh đô. À, chứ không phải là, chắc là phải nhờ cô Trang. Là muốn đoán không con? Con biết tên gì không con? Con không biết hả? Rồi. À đúng rồi, Văn Lang. Chắc là cái câu này hơi khó thôi, thầy Hưng giải thích nha. Con biết Hồng Bàng là gì không? Tại sao mình gọi là con cháu Lạc Hồng nè? Con nào biết không? Mình Lạc là mình biết rồi phải không? Nãy giờ cô chàng có nói Lạc là con cháu của Lạc Long Quân. Còn Hồng Bàng, có biết Hồng Bàng là gì không? Em nào biết không? À, Hồng Bàng, có nghe được cái chữ Hồng Bàng bao giờ chưa? Chắc cái này hơi mới hả? Hồng Bàng là gì con biết không? Nếu không biết thì thầy giải thích. Con đoán thì cái Hồng Bàng là gì? Tại sao mình để là con cháu Lạc Hồng? Câu trả lời là Lạc Long Quân và Hồng Bàng. Con biết không? Không. Dạ thưa không? Dạ thưa không. Đúng rồi. À, như vậy để thầy với cô giải thích cho thật là nhanh nha. Hồng Bàng là một cái thời đại, một cái dynasty. Ok. Lâu một trong những cái dynasty mà xưa nhất của nước Việt Nam mình. À, kéo dài đến 2622 năm. That's a long time. 2622 years. Thì đó là một cái thời gian mà chúng ta thấy có những người như là Lạc Long Quân nè, Hùng Vương nè, nước Văn Lang nè. Thì đó là cái thời gian mà chúng ta gọi là thời kỳ hay là triều đại Hồng Bàng. Một cái triều đại đầu tiên rất là cổ xưa của nước Việt Nam mình. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ bước sang câu hỏi thứ hai ha cô cha. Rồi, chuẩn bị nha, warm up cái tay chưa? Để lên chuông để get ready nha. Trời, bé nó warm up rồi. Rồi, câu hỏi thứ hai, xin mời cô Trang. Lì xì cho trẻ con vào ngày Tết có ý nghĩa gì? A. Đem lại điều tốt lành cho trẻ con. B. Đem lại điều may mắn cho trẻ con. C. A và B đều sai. D. A và B đều đúng. Bé bấm hơi sớm nha con. Rồi, mời đội B, một em đại diện cho đội B trả lời. Câu trả lời của con là A, B, C hay là D? Rồi, làm điều tốt lành hay là điều may mắn? A và B đều sai, A và B đều đúng. A là điều tốt lành, B là điều may mắn. C là hai câu sai hết. B. D là hai câu đều đúng. B. B là đúng. D hả con? B. B. Câu con chọn A, B, C hay là D? Con chọn B. B. Rồi, ban giám khảo. Ban giám khảo lắc đầu rồi. Như vậy là thầy mời một em bên đội A cho thầy một cái câu trả lời khác. Anh D. A và B đều đúng. Sure không? Ok, ban giám khảo. Đúng rồi. Con trả lời gần đúng phải không? Gần đúng điều rồi. Điều tốt lành là gì? A là nó đem lại điều tốt lành cho trẻ con. Nghĩa là gì? Bring back bring back tốt. Tốt là gì? Tốt là good hay là bad? Good. Rồi, good things phải không? Good things. Rồi. Yeah. So A là đem bring good things and B là đem bring good luck. So both are good, are true. Right? So both are correct. Thường thường các con nhớ này, thôi cái này là câu bonus nha. Khi nào thì mình được lì xì ha. Nghe. Với cái dịp lễ nào, con nào biết thì bấm chuông. Đây, mời con. Okay. Tết trung thu. Tết trung thu của chồng mà nói Tết rồi con Tết rồi con gần lại trong đó thì đúng rồi con nói dài quá là chật rồi bên đây con có rồi mời nào what occasion do you get con bấm trường trả lời để cô biết dạ Tết nguyên đán đúng Tết nguyên đán đúng rồi Tết nguyên đán Tết nguyên đán mà gọi là Tết gì con Tết tay hay là Tết ta Tết gì con Tết nguyên đáng còn có anh ở bên em không? Con nhớ không? Dạ không. Dạ không nhớ. Okay. Nhưng vậy có được 10 điểm chưa vậy cô Trang? Được. Câu này là câu thêm. Ăn thua ban giám khảo nha rồi. Ban giám khảo không nghĩ đó là câu bonus luôn đó. Yeah. Là ok, Harper được 10 điểm và còn chắc lên được 10 điểm. Rồi như vậy là chúng ta đã hết giờ cho phần thứ nhất. Rồi.
Kính thưa quý vị, đến đây thì chúng tôi xin phép được tạm ngưng chương trình để gửi đến quý vị một vài thông tin thương mại bảo trợ cho Đài Liêu Sài Gòn TV. Và chúng tôi sẽ trở lại với phần 2 của chương trình Hạt Mầm Việt Nam ngày hôm nay.